được chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với kênh YouTube forex.com.vn. Quý vị và các bạn thân mến, là một trader, bạn có thể có nhiều nỗi sợ, trong đó có slip pay, có nghĩa là trượt giá khi đặt lệnh. Đây là một vấn đề nhức nhối mà các nhà đầu tư trên thị trường forex phải đối mặt mỗi ngày và mỗi giờ. Đây còn được gọi là hiện tượng với sự khác biệt giữa giá dự kiến và giá trả thực tế, chênh lệch giá của thị trường hiện tại và giá khớp lệnh. Vậy trượt giá là gì? Trượt giá là một khoảng cách giữa giá phải trả và giá thực tế, còn được gọi là khoảng gap. Khoảng gap lớn nhất ta từng thấy đó là xuất hiện đầu tuần. Ta thường gọi nó là trượt giá slip pay. Hiện tượng trượt giá thường hình thành khi thị trường có biến động giá mạnh, nhiều thanh khoản. Thời điểm cuối tuần thông thường sẽ có những biến động chính trị bất ngờ xảy ra vào cuối tuần, làm cho thị trường ngay khi mở cửa sáng thứ hai, thị trường nhiều thanh khoản cộng với áp lực từ tin tức quá lớn đã hình thành khoảng gap này. Việc trượt giá này có thể có lợi cũng như là có hại. Nếu trượt giá theo hướng có lợi cho lệnh của trader thì nó sẽ lời rất lớn, ngược lại có thể bị cháy tài khoản. Có hàng ngàn trader trên thế giới gặp phải những trường hợp như trên, và chắc chắn nó sẽ diễn ra thường xuyên hơn nữa khi các bất ổn chính trị đang gia tăng ngày một nhiều trong những năm trở lại đây. Sự ảnh hưởng của trượt giá không loại trừ một ai, không chỉ ảnh hưởng đến các trader, các broker cũng chịu thiệt hại nặng nề. Thông thường, slip pay thường xảy ra trên thị trường chứng khoán, rất hiếm khi xảy ra trên thị trường ngoại hối. Do đó, có rất nhiều các nhà điều hành thị trường áp dụng chính sách không có trượt giá dành cho thị trường ngoại hối. Điều này dẫn đến các nhà kinh doanh ngoại hối độ an toàn cao hơn trong quá trình giao dịch. Có nên giao dịch với giá sàn trượt giá hay không? Bạn không thể phòng tránh được slip pay, cũng như bạn không thể biết chắc chắn rằng những sự kiện chính trị trên thế giới xảy ra như thế nào, ví dụ như Trump sẽ phát biểu ra sao, chỉ trích hay ủng hộ ai. Tuy nhiên, các bạn có thể giảm thiểu rủi ro thấp nhất có thể, và đó cũng là cách duy nhất để bảo vệ bạn khi giao dịch trong thời gian giá thị trường chuyển động khi có tin tức hoặc biến động mạnh. Nguy cơ trượt giá cao hơn so với các điều kiện bình thường bằng cách là bạn hạn chế giao dịch qua tuần và thường xuyên theo dõi lịch kinh tế, làm sao để có thể tránh bị trượt giá. Việc đầu tiên để tránh trượt giá đó là đến từ bạn. Cần hạn chế các giao dịch với đòn bẩy cao. Hiện có nhiều sàn giao dịch cho phép bạn dùng đòn bẩy cực lớn, có thể đòn bẩy giao dịch lên đến 1 trên 500, 1 trên 1.000 hoặc 1 trên 2.000, thậm chí là đến 1 trên 5.000. Đòn bẩy cao tương ứng với rủi ro và lợi nhuận lớn. Khi đó, trader tham gia thị trường vì tin vào rủi ro càng lớn, lợi nhuận càng lớn. Mục tiêu của giao dịch không thể dựa trên tính may rủi. Bạn có thể thắng lớn ngày hôm nay, chứ ngày mai thì chưa chắc. Thêm nữa, nếu bạn đang giao dịch với đòn bẩy cao, bạn sẽ rất khó kiểm soát rủi ro khi giao dịch. Điều này không có lợi chút nào. Hạ thấp đòn bẩy là một phần của quản lý vốn. Trading mà không biết về quản lý vốn, xem như tiền trong tài khoản của bạn sẽ đổ sông đổ biển. Việc tiếp theo đó là luôn cập nhật tin tức thị trường liên tục và hạn chế ôm lệnh qua tuần. Quan điểm của nhiều trader không phải là dựa vào tin tức khi trade, chỉ trade trên chart là chủ yếu. Theo dõi lịch kinh tế chưa bao giờ là thừa với trader. Tuy nhiên, việc bạn có thể không quan tâm tới tin tức, nhưng bạn cần biết tin tức khi nào sẽ công bố. Và nếu tốt hơn thì nên biết tin tức đó là gì và có thể động đến thị trường như thế nào. Trader giao dịch thị trường mà không quan tâm tới tin tức cũng giống như đá bóng mà chẳng biết trọng tài là ai. Lịch công bố tin tức bạn có thể xem trên forexfactory.com hay investing.com. Theo dõi tin tức không bao giờ là thừa cả. Hơn nữa, bạn cần phải tránh các việc ôm lệnh qua tuần. Hai ngày thị trường đóng cửa cuối tuần chẳng bao giờ là hai ngày bình yên. Trong thời điểm mà các bất ổn chính trị đang diễn ra thường xuyên, bạn cần phải đề phòng nhiều hơn vì rủi ro từ những ngày cuối tuần là rất lớn. Vừa rồi là những điều về trượt giá, và hy vọng rằng các bạn có thể có những sự lựa chọn cho riêng mình. Và thời lượng phát sóng chương trình của chúng tôi đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.